Bộ một bộ đèn cho Hyundai Creta bản full LED thì sẽ như thế nào? Nguyên bản của chiếc xe đây, đây là cái đèn full LED của Hyundai Creta nha anh em nhá. Thì cái bộ đèn LED của nó sẽ có chip LED bên trong này và có chóa phản xạ như này. Nhưng mà cái điều kiện ánh sáng cho ra thì rất là kém và không đủ ánh sáng để anh em di chuyển trong đêm tối hoặc là những đi những cung đường dài. Thì bên em có độ cho chiếc xe này. Đây hai cặp pin LED, đó là một cặp pin dưới là cặp Xline V20 và bên trên là cặp Xline V30. Nhiều anh em có thắc mắc là nếu mà làm như thế này thì phải đục khoét cái gì không, hay là có phải chế cháo gì không, hay là phải cắt gọt gì không ạ? Đây nguyên bản như trước Hyundai Creta hoặc là những cái dòng full LED đời mới bây giờ, nó sẽ có một cái bộ pad như này, anh em thể thấy này, những cái táo xanh này. Đấy, những cái bộ pad này. Đây là cái pad nhá, để mà anh em gá đặt cái bi này vào trên cái pad này, và cái bi nó sẽ đặt vào cái pad này. Nó sẽ là cái pad này cắt được CNC nên là sẽ độ chính xác nó rất là cao, nên cái anh em lắp bi nó rất là nhẹ nhàng. Anh em chỉ cần lắp vào đây thôi, bắt ốc vào là xong. Còn đây là những cái phần keo này em đè vào để cho nó chống hồi chống ốc nó xoay ra cho anh em. Đấy, đảm bảo cho anh em đi trong vài năm, 5-6 năm, 4-5 năm, đảm bảo cho anh em không phải căn chỉnh gì nhiều. Đấy, và tất cả chức năng chỉnh cao thấp sẽ được giữ nguyên, vì những cái táo này nó sẽ ở nguyên zin phần táo này cho anh em. Đấy, anh em chỉ cần chỉnh ở bên này thôi. Đây này, phần đèn nó sẽ có những cái phần chỉnh cao thấp đây rồi. Và điện thì rất là cảm giác zin. Và nếu như mà khi mà lên những bộ đèn công suất cao như thế này thì sẽ được xử lý lại toàn bộ hệ thống điện. Đấy, nên là anh em cứ yên tâm. Đây sẽ được trang bị thêm cái những cái dơ le như thế này và được bọc còn gen chống cháy như thế này cho anh em. Rồi anh em lắp mà đặt đảm bảo cho anh em về hệ thống điện di chuyển an toàn trong suốt thời gian sử dụng. Còn đấy, còn cái bộ chóa led của anh em đây tháo ra và em cất đi, khi nào anh em muốn về zin anh em chỉ cần úp lại thôi là xong, chứ không còn không lo lắng là cái chuyện mất zin mất ấy của anh em nhá. Đấy, anh em thấy không ạ? Đây là sau khi đã căn chỉnh xong và bên này tiến hành lắp đặt và hoàn thiện nốt cái đèn này đã là xong. Còn ánh sáng cho ra thì như nào? Ánh sáng cho ra thì có thể sáng gấp 4-5 lần so với đèn nguyên bản của chiếc xe, đảm bảo cho anh em đi trời mưa trời sương trời tối và những cung đường dài cho anh em di chuyển. Đấy, còn anh em mà muốn độ đèn hoặc là anh em đang tham khảo những cấu hình đèn muốn nâng cấp cho chiếc xe của mình như thế nào, anh em có thể để lại bình luận dưới comment cho em, hoặc là ghé ngay tới Akala Thái Nguyên để em tư vấn hoặc test thử cho anh em những bộ đèn mới nhất, tốt nhất cho anh em và chế độ bảo hành dài nhất. Cảm ơn anh em.